này là bệnh lý chỉ hiện tượng viêm nhiễm hình thành đến các vết chợt loét ở lớp niêm mạc trong lòng dạ dày. Khi bị viêm loét dạ dày, người bệnh sẽ thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau tức ở khu vực thượng vị, kèm theo đó là những dấu hiệu bất thường như khó ăn, đầy bụng, ăn không tiêu, buồn nôn, hợ hơi, ợ chua. Thay vì sử dụng thuốc tây, nhiều bệnh nhân tìm đến thuốc nam để giải quyết nhằm đảm bảo cho sức khỏe. Cây chè dây là một loại thuốc nam như vậy. Chất xúc từ cây leo có khả năng giảm trung hòa axit, giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày và làm lành nhanh các vết loét. Đồng thời, thảo dược này còn có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi khuẩn HP, thủ phạm phổ biến gây lên bệnh viêm loét dạ dày. Các bạn chuẩn bị 10 đến 15g lá chè dây tươi, dùng hơi khô sao vàng, sử dụng cho vào ấm với 100ml nước sôi để khoảng 15 phút, sau đó rót ra uống dần. Áp dụng trong vòng 2 đến 3 tuần liên tục để cải thiện các triệu chứng của viêm loét dạ dày nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng cái sản phẩm dạ dày Trần Kim Huyền để cải thiện cái tình trạng viêm loét dạ dày của mình. Hãy alo quay để được tư vấn về sản phẩm nhé.